Tháng 8 này, Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản đã tròn một năm đi vào cuộc sống. Với mục tiêu hỗ trợ ngư dân bám chắc ngư trường, nhưng việc triển khai nghị định này vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là hoạt động giải quyết vốn cho ngư dân đóng tàu vươn khơi. Khác với bình thường, gặp lúc trời yên biển lặng, nhưng anh Phạm Văn Mạnh ở xóm Ngọc Minh, xã Dĩnh Ngọc không đi biển. Nguyên do là anh đang phải ở nhà để sửa lại hồ sơ đăng ký vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Diễn Châu vừa trả lại sau một thời gian dài tiếp nhận, mặc dù anh đã nộp cho ngân hàng 700 triệu đồng tiền vốn đối ứng và bìa đỏ của gia đình. Dở bộ giấy tờ đang ngày một dài lên sau gần một năm theo đuổi nguồn vốn Nghị định 67, anh Mạnh vừa bức xúc, vừa thất vọng. Kỳ vọng về một con tàu vỏ thép được đóng mới dường như xa dần tầm với của người ngư dân vốn giỏi đánh bắt nhưng không quen với việc làm hồ sơ này. Cũng coi như là họ cũng cảm ơn cho, cảm ơn không, rồi mà cũng không biết, cũng không bày cho coi như là cái làm thủ tục giấy tờ. Nếu mà ngân hàng mà coi như là mát ma cho tôi vay á, thì sau khi tôi trả những cái gì là phải vay cho tôi. Cũng mất gần một năm chạy đôn, chạy đáo, lên hết tỉnh, về huyện, rồi vào Nam, ra Bắc để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Nhưng giờ thì ông Phạm Vương Cường ở xã Diễn Ngọc cũng thấy nản lòng. Hồ sơ vay vốn, vốn đối ứng đóng vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phù Diễn đã được ông rút về để sửa chữa lại con tàu cũ sau thời gian bỏ bê nghề đi biển. Từ khi nộp hồ sơ, ngân hàng không phản hồi, nên nếu cứ chờ vào nguồn vốn Nghị định 67 từ ngân hàng, thì gia đình ông sẽ gặp không ít khó khăn. Trong nghị định thì nghe dân nghe thì sướng đó, nhưng mà đến khi tất cả các cái ban ngành thì cố gắng cho dân, nhưng mà đến cái anh ngân hàng thì anh ấy khó khăn, anh thực quá, thực tế là anh quá khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, không riêng gì ông Mạnh, ông Cường mà rất nhiều hộ ngư dân đã chạy theo Nghị định 67. Cho đến nay thì cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Nói như một vị giám đốc của ngân hàng được cho vay theo Nghị định 67 ấy, mà chúng tôi đã liên hệ ấy, thì ông ấy nói rằng là đã đến ngân hàng thì phải khó. Thì với cái quan niệm này thì có lẽ là cái tư tưởng buông xuôi của người dân khi theo Nghị định để vay vốn theo Nghị định 67 thì đó là điều dễ hiểu. Qua quá trình thẩm tra, thẩm định, kiểm tra các điều kiện, Nghệ An có 71 chủ dự án được tỉnh phê duyệt cho phép đóng mới theo Nghị định 67. Trong đó có 36 tàu vỏ gỗ, 30 tàu vỏ thép và 5 tàu composite. Chủ dự án của các tàu này cơ bản đều đã hoàn chỉnh hồ sơ, được chính quyền các cấp thẩm định phê duyệt, nhưng hiện tại đều đang phụ thuộc vào các ngân hàng. Cả tỉnh mới chỉ có 8 chiếc được giải ngân và chưa có bất cứ trường hợp đóng tàu vỏ sắt nào được ngân hàng giải quyết. Các chủ tàu hầu như là cũng rất là thiếu thốn, rất là kém về năng lực kinh tế. Thành ra để chứng minh được cái vốn tự có ở trong ngân hàng gọi vốn tự có mà ở trong dự án gọi là vốn đối ứng thì chủ tàu nó còn lúng túng, chưa có cái vốn này để mà chứng minh được là mình có cái vốn đối ứng này đáp ứng theo như tàu sắt là 5%, tàu gỗ là 3%. Một cái nữa là phương án về tính các cái dự án của chủ tàu hiện nay cũng đang lúng túng. Chính phủ thì nói là cho vay 10 năm, nhưng có một số ngân hàng nói anh xây dựng phương án trả nợ cho tôi trong vòng 7 năm hay là thậm chí ngắn hơn hoặc là thế nọ thế kia. Đấy, cho nên là có vấn đề là các ngân hàng thương mại người ta cũng không mặn mà trong vấn đề là cho các cái người dân vay theo cái 67. Đó là làm để hình thức, chứ chắc chắn là không làm được như thế. Nghị định 67 của Chính phủ ra đời, ngoài việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển ngành thủy sản, khai thác đánh bắt xa bờ, còn hướng đến một mục tiêu lớn lao hơn, đó là hỗ trợ ngư dân bám chắc ngư trường trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mỗi bộ hồ sơ đăng ký vay vốn đóng mới tàu khai thác xa bờ theo Nghị định 67 đều được chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh và các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt và được Chính phủ đảm bảo. Tuy nhiên, do các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh không mặn mà nên ngư dân hiện vẫn rất khó khăn để tiếp cận được gói vay theo Nghị định 67.